Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm giấy nhanh trong lúc mình photocopy. Nhiều khi photocopy xong mà mình quên để ý số tờ, số trang ở trên máy, lúc máy chạy xong thì chúng ta có thể đếm lại bằng tay một cách nhanh nhất. Và các bạn có thể áp dụng. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một miếng băng keo như thế này, băng keo vải nhé. Đó, như thế này chúng ta quấn vào ngón tay trỏ ở bên bàn tay trái, chúng ta quấn mặt dính ra ngoài, chúng ta quấn đều lại đây. Sau khi quấn xong thì gói như thế này. Đó, và chúng ta bắt đầu đếm. Vâng, sau khoảng nửa phút đếm thì tôi đã đếm được 50 tờ ở đây. Và đấy, rất nhanh và khó bị nhầm lẫn. Các bạn có thể áp dụng nhé. Vâng, và bây giờ tiếp theo tôi sẽ chỉ các bạn cách bấm ghim nhanh nhất. Bấm cái ghim này vào, bấm cái ghim ở góc nhanh nhất. Nhiều lúc trong lúc photo có khách tới photo một bộ khoảng 3 tờ và phô tới 50 bộ thì phô xong chúng ta bấm làm sao nhanh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm cho nó nhanh nhất. Chúng ta cũng lấy một miếng băng keo quấn vào tay như thế này, chúng ta bắt đầu bấm. Ở đây là 3 tờ một bộ nhé. Mẹo nhỏ mà mình đã hướng dẫn thì mong các bạn sẽ áp dụng thành công. Các bác đầu biết rồi thì xin bỏ qua video này. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn.